Rồi ngồi đi anh trai. Trời, ngon ngon. Hãy vậy mới được chứ anh. Trời ơi. Trời, em là hơi mạnh vậy mới được. Hả? Cua là mới được chứ. Bên kia làm rộn ràng quá. Ngon ngon nha. Cái gì vậy? Có quà cho nhà gái. Hả? Có quà, quà đặc biệt. Hello chị Lan. Dạ. Thôi để mình đi về về chỗ của mình giới thiệu nè. Thôi giờ mình giới thiệu cho nhà gái nghe luôn đi em trai. Dạ, lời nói đầu tiên thì mến chào chương trình. Tôi tên là Phạm Trung Tính. Năm nay tôi 34 tuổi và hiện tôi đang làm nghề kinh doanh cua online, đặc biệt cua biển thôi, các loại cua biển. Rồi mình bán cua từ lúc nào vậy em? Em thì em làm nghề cua này hôm nay được 4 năm rồi anh Linh. 4 năm bán cua hả? Vâng. Cua giờ nhiêu ký? Dạ hiện tại thì nó có rất là nhiều loại, nhưng mà hiện tại loại như trên gỗ này á thì nó 370 và một loại 450. Ừ. Anh mua còn giảm giá nhiêu? Anh nếu anh mua thì có thể là em tặng anh ăn lấy vị. Trời ơi. Chứ em không dám bán cho anh Linh. Thôi, mua con tặng con. Mua con tặng con. Dạ. Mua hết lỗ rồi nghỉ, lấy hết lỗ. Dạ cảm ơn anh. Ok. Em bán cua nhưng mà quê em đâu vậy? Dạ quê tính hiện tại là ở Cà Mau. Cà Mau luôn? Vâng. Là em bán ở đâu? Trước dịch đó thì em có một cái cửa hàng nhỏ nhỏ ở 194 Lã Xuân Oai. À. Nhưng mà sau dịch bệnh 3 tháng mấy 4 tháng này cho nên em trả mặt bằng rồi. Hiện tại thì em cũng đang dự toán làm trở lại. Ừ. Dạ. Hồi xưa em học cái gì ra tính? Trước đây thì em học cao đẳng quản trị kinh doanh, tốt nghiệp 2011. Vậy cũng được, thành ra là dạ. Kinh doanh tốt chứ. Nhà gái thấy ngon chưa? Nhà gái thấy ngon đấy. Giờ chưa dĩ chân là thấy vui vẻ rồi đó. Trời, thấy... trời em là số 1 luôn á chị. Đó, trời vui vẻ ơi, rồi. Trời. Thôi bây giờ tới nhà gái giới thiệu nè. Dạ, đầu tiên em xin chào chị Ngọc Lan, anh Quỳnh Linh và tất cả mọi người. Thì em là Phạm Thị Bích Linh, em tới từ Đồng Nai. Hiện tại thì em đang làm phân tích số liệu cho công ty phần mềm ở quận nhất. Ưu điểm khuyết điểm của nhà gái là gì? Dạ, tính ưu điểm của em là tính em độc lập và thẳng thắn. Cái cử chỉ làm việc của em thì lại rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Làm nhẹ nhàng thì đúng còn rồi đó. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì em thường không có bộc lộ cảm xúc nhiều. Nhưng mà thực ra là trong lòng của em vẫn có quan tâm, nhưng mà... Cái đó đôi khi là cái dở của phụ nữ đó. Tức là mình muốn yêu một người, mình muốn thương, một chăm sóc người như mình, không có thể bộc lộ. Mình cứ giấu giếm cái người đàn ông ta không biết. Nhưng mà khi mà em đã thương rồi là kiểu như là đuổi em đi, em cũng không đi luôn á. Vậy đó hả? Dạ. Quyết liệt vậy đó hả? Dạ, quyết liệt luôn hả? Dạ. Không, cái đó được đó. Cái đó đúng là cảm xúc vô tận luôn á. Em nghe em cũng muốn gắt tim luôn anh. Gắt tim. Ưu điểm, khuyết điểm của Tính là gì? Nói cho Liên nghe đi Tính. Dạ, về ưu điểm của Tính thì... rất là biết kính trọng tất cả, từ người lớn tới người nhỏ. Ừ. Còn khuyết điểm thì có hút thuốc và có uống miếng rượu bia. Nhà gái, nhà trai hút thuốc vậy chịu được không? Dạ thì em cũng cho phép việc hút thuốc với uống rượu là liên quan tới công việc làm ăn. Còn về nhà thì nên quan tâm chăm sóc nhà cửa, không nên hút thuốc và uống rượu ở nhà. Dạ, cảm ơn em nhiều. Rồi tình trường sao? Về tình trường thì em có một mối tình đã chia tay hôm năm nay nữa là 8 năm. Mối đó yêu mấy năm? Dạ 2 năm rưỡi. Nhưng mà lý do sao mình chia tay? Tại vì thì lúc quen thì lớn nhỏ 3 tuổi, về ba má không chịu thì hai đứa chia tay. Ba má không chịu nhưng mà em có chịu không? Em chịu nhưng mà em cũng phải nghe theo lời ba má. Ba má nói lớn hơn 3 tuổi nghèo chết. Trời đất ơi. Cái đầu em thấy gì thôi nghe lời. Vậy em đâu thương người ta đâu. Thương nhiều anh. Em thương sao em không thuyết phục ba má? Dạ, em cố gắng em thuyết phục nhưng mà ba má không có chịu. Bỏ qua nữa kìa. Nha chào chị. Ủa rồi lỡ mai mốt người quen người ta rồi cái ba má nói ba má không ưng người ta vì không hợp tuổi rồi sao? Không, lúc đó em còn nhỏ nè, em chưa lập trường đủ. Dạ, thì em hả? Dạ, còn hiện tại bây giờ em rất là lớn, em đang muốn tìm một người vợ thật xứng đáng đó, để em cưới. Vậy làm vợ. 8 năm qua không tìm mà giờ mới tìm. Dạ, 8 năm qua cũng có tìm hiểu nhưng mà không phù hợp. Xui. Dạ đúng. Xui rồi. Xui đúng không? Dạ. 8 năm qua tao bận bán cua. Cũng gán lo kiếm tiền chứ. Có tiền tao mới cưới vợ chứ. Chứ bây giờ chị nghĩ không có tiền đâu làm được gì đâu. Đúng rồi. Không lẽ giờ đi cưới dạ, vợ. Em nói thiệt mà. Rồi còn nhà gái mình sao nè, tình trường mình sao nè? Dạ, trước giờ thì em có 2 mối tình nhưng mà nó cũng không có kéo dài được quá 6 tháng.
Một mối tình đó là từ hồi mà em còn là sinh viên. Mối tình thứ hai là khi mới bắt đầu đi làm. Thì cả hai lần đó là đều là kiểu giống như em có thiện cảm với người ta rồi em lân la lại bật đèn xanh cho người ta vậy đó. Nhưng mà không kéo dài hơn 6 tháng. Lý do tại sao mà chỉ 6 tháng thôi rồi chia tay? Em chỉ nhận được câu trả lời là không có hợp thôi. Rồi bao lâu rồi mình chưa yêu lại? Dạ chắc từ hồi 2015 tới giờ á. Trời ơi 6 năm rồi. Nói chung là hai bạn cũng vắng yêu lâu lắm rồi đó. Bây giờ mà giờ yêu mình, lại một cái mình chắc yêu lại cái đi ha. Thôi bây giờ thì mẫu hình lý tưởng của nhà gái làm sao nè? Dạ mẫu hình lý tưởng của em thì ngoại hình là cao hơn em chút xíu thôi là được rồi. Có năng tập thể dục thể thao. Tính cách thì vui vẻ, hòa đồng. Phải có ý kiến riêng của mình và biết bảo vệ ý kiến của mình. Thấy bên kia có đáp ứng được không? Dạ được. Dạ được. Bao nhiêu phần trăm nói cho tao biết luôn. 95%. 95%. Wow. Trời ơi. Không em nói thật mà. Tự tin ghê không? Mạnh. Rồi 95% luôn á. Còn nhà trai mình muốn mẫu hình lý tưởng thế nào? Em thì người phụ nữ đẹp em không cần. Tại vì những người phụ nữ xấu thường thường mà đã khi đã thành đạt giàu có rồi tự động người ta đẹp lên. Bảo đảm nhanh luôn. Bao giờ nói phụ nữ xấu. Phụ nữ nào cũng có thể đẹp hết á. Vấn đề là ta chưa biết làm đẹp thôi. Dạ đúng rồi. Thấy không? Còn cái mẫu người hiện tại em đang cần là một người phụ nữ của gia đình. Một người biết vun vén cho gia đình. Biết lắng nghe và biết phụ giúp những người mình yêu thương. Để vượt qua cái công việc cho nó thật tốt. Để kiếm thật nhiều tiền. Vậy thôi. Bạn bên kia là một con người của gia đình đó. Dạ. Nhận xét ở bên đây là nhẹ nhàng nè. Hồi nãy bên kia nói là không có cần xinh đẹp. Nhưng mà nói thiệt nha, bên đây xinh đẹp là có thừa. Dạ đó. Cảm ơn chị. Rồi nữ công gia nhánh. Nữ công gia nhánh được không? Nữ công gia nhánh được. Dạ được cả chị. Được được. Dạ. Được được được. Nữ công gia chánh ta được luôn. Đó. Hả? Ai cũng nói nhiều khi nữ công gia chánh được nhưng biết làm món gì. Tôi thí dụ giờ mà làm cua là làm được mấy món. Nữ công gia chánh là thường là mình sẽ làm những cái việc nội trợ, món ăn hàng ngày. Thí dụ giờ tôi nói cua nè, làm được mấy món thử. Hồi xưa giờ ta ăn cua ta ra tiệm ta ăn không hả? Tất nhiên là không làm được món ào đúng không? Chứ cua... Không em có làm được món cua hấp chứ. Cua hấp? Dạ. Vậy tôi thấy ổn á. Cặp đôi là ổn đó. Bây giờ nhà gái đi với ai nè, cho tôi biết coi. Bây giờ nhà gái, mình đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với một bạn ở chung với em ở trên này ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Chào anh Tính ạ. Chị của em rất là hiền lành và dễ thương. Vâng, cảm ơn. Em thấy anh rất là vui tính. Nói chung là em hy vọng là hai anh chị sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau. Cảm ơn em nhiều. Thương mại là phải vui chứ em. Phải nói chuyện mới bán được hàng quá. Đúng vậy. Nè bây giờ ví dụ như anh đang tư vấn khách hàng, anh cầm cua lên tư vấn khách hàng để anh bán được hai con cua này đi. Các bạn nếu mà thật sự muốn ăn cua biển, gặp ngay Hoàng Tính Cà Mau sẽ có một con cua biển ngon, con cua biển chất lượng, hàng bao ăn. Các bạn ăn mà lỡ bị ốp không thịt, Tính đền tiền lại hoặc đền bù một con cua khác giống như gì. Để cho các bạn khỏi có mất tiền mà yên tâm sử dụng cái hàng hóa của Tính hiện tại đang làm. Đó, còn đối với một cái con cua gạch là cái con này nó rất là đầy gạch các bạn thấy không? Nè, gạch nó lòa tới đây luôn. Mình thấy đỏ đỏ hồng hồng không chị? Cả. Hôm nay đi kiếm vợ bán cua. Dạ hôm nay thì em thật sự đi kiếm vợ. Dạ. Ông em có duyên cái sợ luôn. Có trả em mà có duyên hả chị? Dễ thương quá. Nam đi với ai Tính? Em đi với em gái. Em gái bà con hay em gái ruột? Em gái này là em gái xã hội nhưng mà thật ra là em lúc bạn mới lên Sài Gòn á. Bạn gặp em nữa chung là anh em cũng giúp đỡ cùng nhau trong công việc đó, rồi đến ngày hôm nay em rất là quý nó thì mới gọi nó lên đây đi cùng em đồng hành. Dạ em xin chào chương trình, em chào ông Mai bà mối, em chào chị. Em cũng giới thiệu đôi chút về anh Tính là anh Tính nhà em rất là hiền và có ý chí làm ăn. Anh cũng đến tuổi muốn tìm một nửa của mình. Em cũng mong là chị sẽ ấn nút và anh với chị sẽ cho nhau một cơ hội và mình có thời gian tìm hiểu và mình đi tới hôn nhân. Dạ, em xin hết. Kéo rào tặng cua xong mình hát tặng bạn gái luôn nha. Ok. Dạ. Cảm ơn em, chào em. Hôm nay đến đây anh có một món quà tặng cho em.
và có hai con cua tặng để em ăn lấy vị, biết được cái khẩu vị của cua Cà Mau và người Cà Mau. Hát Cà Mau luôn tính. Dạ, dạ đúng rồi. Nghe anh nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam, ngày chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Suối mai chèo sông đông đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cây nước đầm dời, nghe ai hát du câu ơ hời, thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc xe con tim, chừng nào về năm căn nhớ nhau qua lại cũng gần, một lần về U Minh nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Em đứng mình nên một hương, duyên dáng mời khách là ngàn phương, Cà Mau mặc thêm màu mới, về Cà Mau là thấy thương anh rồi. Em có đem theo một cái cây mà em đã chăm sóc nó từ nhỏ, rồi em xin tặng anh. Anh sẽ cố gắng để chăm sóc để cho cây này nó tươi tốt hơn, à, nó sẽ lớn lên giống như tình yêu của tình cảm của hai đứa mình, nó sẽ phát triển dần dần sẽ thật mạnh lên. À, cảm ơn em nhiều. Dạ. Rồi. Rồi vị trí đi em. Hôm nay anh sẽ dành cho em hỏi tất cả về anh và anh sẽ trả lời cho em. Em là người cũng hay tập thể dục thể thao á, thì em có hỏi là anh có theo bộ môn nào không? Được, em thì thể dục thể thao nói chung là đó giờ anh không tập nhưng mà cơ bắp lắm ạ. Anh nói thiệt, mạnh lắm. Như vừa nãy em nói á, là thường là em không có hay thể hiện cảm xúc của mình á, thì anh thấy có vấn đề gì với một người như vậy không? Ừ, ok em không sao. Thì nói chung là ví dụ như mình tìm hiểu nhau, quen biết nhau, thì anh làm bất cứ một cái công việc gì hay vấn đề gì anh cũng trao đổi với em, là đó là một cái sự tôn trọng lẫn nhau, hỏi ý kiến nhau. À, có vấn đề gì đó thì anh chưa hiểu về em thì anh cũng phải hỏi để anh biết, chứ nhiều khi em không bày tỏ thì anh cũng phải hỏi tới thôi. À, dạ. Cái tính của anh khi mà bởi vì anh là người kinh doanh á, ừ, với là anh làm chủ nữa, thì em lo lắng là không biết là anh có gia trưởng hay không. Cái vấn đề gia trưởng là thực sự là một người đàn ông khó khăn về công việc bên ngoài, còn về gia đình của mình là mình phải vun quén lo lắm, vun đắp cho gia đình mình nó hạnh phúc lên, không gia trưởng. Gia trưởng với người bên ngoài, không gia trưởng với người bên trong. Còn gì nữa không em? Nếu như mà có quen nhau thiệt á thì anh dự định là mình sẽ gặp nhau và kết nối như thế nào? Theo em thì khoảng một tuần gặp em được mấy lần? Một tuần thì em nghĩ là gặp một lần cũng được. Một lần. Công việc của em hiện tại em đang ở tại Đồng Nai luôn. Hay dạ, là ở trong Sài Gòn này? Đang ở Sài Gòn. Sài Gòn em ở quận mấy? Em ở quận Tân Bình. Ok, chỗ anh đi lên Tân Bình thì cũng gần quá, cân trắng khoảng 15-20 cây từ chỗ anh lên. Tại vì hiện tại anh đang ở Lò Lu, quận 9. Nói thật sự công việc của em, nếu mà có rảnh thời gian thì mỗi chiều anh đều rảnh buổi tối, anh có thể chở em đi ăn, đi uống và mình nói chuyện nhiều hơn, tìm hiểu về nhau, biết nhiều hơn. Anh mong hôm nay hai đứa mình sẽ cho nhau một cơ hội. Nếu em không cho, anh cũng vẫn cho em một cơ hội bình thường. Cơ hội của em là gì? Cho cơ hội là cơ hội hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. À, nhưng mà giờ nè, khoảng bao lâu thì em hỏi khoảng bao lâu người ta đồng ý em bước tới, mà em bao lâu thì em có thể lấy vợ được? Em thì em nói thật luôn, nếu mà thật sự mà bạn nữ thật sự yêu thương với nhau, tình cảm nó phát triển tốt, có thể là ra duyên này, ra duyên tức là ra duyên âm lịch á, là mình có thể tổ chức mình cưới nhau. Ok, bất cứ giờ nào em cưới giờ đó. Ok là ok, làm đến cưới bất kể giờ nào luôn, em muốn giờ nào cưới giờ đó luôn. À, cưới rồi không có vấn đề gì hết. Khoảng bao lâu thì em có thể đồng ý cho nhà trai bước tới? Em thì không có vội như vậy, em thì nghĩ là khoảng thời gian 6 tháng thì mới có như là tạm đủ để có thể tìm hiểu được ngày kia. Ok, đàn trai sẽ cố gắng chinh phục làm sao để qua ra duyên anh cưới em luôn. Cũng rất là hay. Chưa? Ok. Tình cảm không ai biết trước được đâu. Rồi anh sẽ hỏi em thêm một câu nữa. Em dạ, có chịu cực khổ trong cuộc sống nhiều được không? Đối với em á, thì cái việc mà có khó mà nó việc khó mà nhiều á thì mình cứ chia nhỏ nó ra rồi mình giải quyết từ từ cảm ơn em là nhiều. Được hết. Ừ, hay. Rồi. Chúng ta sẽ tiến tới quyết định thôi. Quyền quyết định là của các bạn.
Nếu chúng ta thấy đủ duyên, đủ rung động, hãy cho mình cơ hội bấm ngay cái nút đó. Còn thấy chưa đúng, chưa đủ, không cần bấm. Vậy cho nó khỏe. 1 2 3 Hết thời gian. Cảm ơn anh. Anh chịu tính em mới tính. Dạ em đâu sao đó, em vui vẻ mà, không có vấn đề hết. Ok à, anh hỏi chút xíu về con gái. Dạ. Lý do tại sao em lại không bấm? Dạ em có cảm giác bị ngộp á anh. Cái không khí của anh nó bùng nổ xung quanh quá. Sao cái em cảm giác em bị ngộp. Anh hiểu em, có hai cái điều mà chúng ta ngộp. Nhưng ở đây một cái sự ngộp là gì? Bạn ấy có thể nói nhiều chút xíu, bạn ấy có thể gọi là làm chủ cái không gian này chút xíu, nhưng mà đó là sự chân tình từ bạn ấy ra. Anh thấy được điều đó. Dạ em cũng thấy anh ấy rất là có duyên. Nói chuyện cũng vui vẻ. Nhưng mà em chưa có gọi bản thân vô được những cái vùng không gian mà nó vui vẻ như vậy. Nếu như mà cảm thấy là có một cái điều gì đó thì sau chương trình mình vẫn có số điện thoại của nhau mà, rồi sau đó chúng ta tìm hiểu sau cũng được. Bắt đầu đi Phúc. Tấn công đi Phúc. Coi bạn gái tặng gì đó. Rồi em gái cứ ngồi xuống. Dạ một cuốn sách. Sách dạ. Tựa gì? Mặc phải đi tìm những cơ hội tiềm ẩn trong cuộc sống. Đó. Mình ý nghĩa rất lắm. Thích là đọc sách. Dạ. Dạ. Thì thật sự em cũng xin lỗi là hôm qua em có đi kiếm cuốn sách này, một cuốn sách mới lại, nhưng mà em không tìm ra nên em phải đành tặng anh cuốn sách cũ. Đây là một cuốn sách mà sếp em đã đưa cho em xem, và em đúc kết được là sau tất cả cuộc sống muôn màu muôn mặt thì mình hãy lựa chọn cái mặt phải để mình sống. Tuy đôi lúc là cái sự thật hoặc là những cái điều sự thật nó không có được như mong muốn, nhưng mà cái sự thật nó đau lòng hoặc là nó có không hay, nhưng mà bằng sự thật lòng thì mình sẽ sống với nhau được mãi mãi. Rồi Phúc cảm nhận Diễm thế nào? Diễm là một người rất xinh đẹp, rất có công tình. Dạ anh cảm ơn anh. Rồi Diễm có cái nét gì đó gọi là rất là khó tả quá. Còn ngược lại? Dạ ngược lại thì em cảm nhận ở bạn Phúc là một người đàn ông cũng có vẻ mặt hiền lành. Một cái gì đó giống như anh nói là kết hợp lại thấy rất là diễm phúc. Rồi hẹn hò sao Phúc? Bạn sẽ thích gì? Em á thì sở thích hình như em có nickname là thích đủ thứ, cái gì em cũng em nói chung là em không nấu ăn giỏi nhưng em cũng có thích nấu ăn. Em cũng thích đi chơi, em cũng thích tốc độ. Nói chung là cái gì vui vẻ để mà cuộc sống thoải mái là em thích. Dạ đúng rồi. Thế là nó thẳng là đến cái tuổi như mình bây giờ là cũng không lớn không nhỏ rồi, mình muốn một cái gì đó gọi là đồng cảm với nhau, cùng với nhau chia sẻ những cái gì là khó khăn nhất và những gì lúc buồn vui gì có người để mình chia sẻ với nhau cũng đỡ hơn khi lúc mình một mình. Thứ hai đó, mình là nói thật đó, mình là người cực kỳ thẳng tính và đôi lúc có một chút gọi là khí tính. Nên nói như bọn Hiếu nói là nhiều khi mình thẳng quá cũng nhiều cái cũng hơi bị mất lòng. Với lại mình có một cái là mình không thích cái gì mình sẽ nói. Mình ví dụ đi, về sau nếu mà hai mình về mình với bạn về với nhau á thì thích ví dụ như anh cái này không được này đó. Em thấy em lo vấn đề đó không được. Còn hoặc trong cái vấn đề gì á, mình cùng thâu lẫn với nhau một quyết định. Chứ đừng để một bên quyết định thế này, một bên quyết định kia là bữa sau hai tôi đã mâu thuẫn. Và tất cả những gì mâu thuẫn với nhau á, là mình sẽ giải quyết trước trong một ngày, đừng để qua ngày hôm sau. Dạ. Thì ở em á, thì đôi lúc á, em cũng nóng tính lắm.
nhưng mà em lại có cái sự là đúc kết trong cuộc sống, là mỗi ngày cuộc sống em sẽ nghiệm lại và nhìn lại. Dạ. Thì có khi lúc nóng tính là em sẽ không nhìn nhận được cái vấn đề, nhưng mà sau đó thì mình sẽ nhìn nhận lại vấn đề. Tuy em không xin lỗi nhưng mà cách thể hiện em sẽ coi như là em đã hiểu câu chuyện. Cái đó thì các bạn quan niệm hôn nhân gia đình như thế nào, nói cho nhau nghe đi. Thì Diễm nói trước. Về em á thì em quan điểm hôn nhân á là tất cả mình hãy tin tưởng nhau, và mọi thứ trong cuộc sống á mình không cần phải show ra ngoài, nhưng mà mình hãy để cho cha mẹ hai bên đừng có buồn phiền. Thì có những cái buồn phiền gì á thì vợ chồng về đừng nói nhau, nhưng mà trước mặt mọi người bên, nói chung là bên ngoài hoặc là để những người xung quanh đừng biết mình có những chuyện gì. Rồi, vấn đề đó là mình hiểu vấn đề. Bạn nói như thế là mình hiểu được vấn đề như thế nào. Dạ. Còn về phần nữa là mình đó, đôi khi là bây giờ công việc của mình á, mình hay đi công trình, mình công tác ở chỗ nào chỗ kia á, là nhiều khi là cái thời gian nó nhiều, mình có thể không liên lạc thường xuyên, nhưng mà cái mình phải tin tưởng lẫn nhau. Nếu được xác định với nhau là mình phải tin tưởng lẫn nhau. Còn đối với mình, ví dụ như cái chuyện đó mình đó không có là sẽ không có, mình đó là nhất không có là không có, mình chỉ nói hai lần, mình không luôn nói đến lần thứ ba. Với lại mình làm có một cái nhược điểm là mình nhiều khi là cái công việc nhiều quá là mình hay quên, là có gì là nhắc là mình sẽ nhớ. Em cũng hay quá. Em chỉ nhớ công việc em thôi, còn chuyện xung quanh này không có nhớ. Dạ. Rồi quan điểm về con chung con riêng như thế nào? Quan điểm của mình là về con cái đó, thì đã có một con là một niềm hạnh phúc lớn rồi, còn con nhỏ là không có lỗi ở người lớn, cái con trẻ là không có lỗi gì. Đó là ví dụ gì con về chung cũng được, ở chung với nhau cũng được, mình cực kỳ thích trẻ con, chứ mình không có quan niệm vấn đề là con anh con em con chúng ta con chúng mình được. Ví dụ con mình về ở trong thì con mình có cái kẹo thì đứa kia cũng phải có một cái kẹo hoặc hai cái kẹo, chứ không có phân biệt đối xử. Bây giờ mình thấy nhiều tình trạng đây nó nhiều là mình không có ưng, thậm chí nói như với bọn Hiếu đi ra đường này, lúc chưa có con thì không, chứ bây giờ đi ra đường mà thấy nhiều cặp vợ chồng chở đứa con đi mà để cái chân nó trống hoặc không bị khâu trăng thì mình cũng cực kỳ mình thấy khó chịu. Nên là về vấn đề con nít là mình đừng nên vấn đề người lớn làm cho con nít phải buồn. Yeah. Mình tạo điều kiện tốt nhất để cho con trẻ nó phát triển. Yeah. Thì bây giờ tú của mình là chủ yếu là về sống hiểu với nhau và lo cho con cái của nhau. Dạ. Vậy đôi anh có mình... từng phụ vợ trước đây của mình để chăm con không? Em có thể chúc hỏi nhỏ chuyện tế nhị này được chút xíu không? Cái lúc con mình một tháng tuổi nó bị đường ruột, mình bồng từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng. Cái bồng đến tay này, khi mà đạt xuống là nó sẽ khóc. Bây giờ thì mình đi làm đến 8 giờ mình tăng ra sang, lúc mình ở quê đó là mình tăng coi mình về rồi, là mình vô bệnh viện mình bồng cho dữ, sáng hôm sau mình đi làm tiếp. Còn lúc đó là mình về mình phổ việc, và cũng nói thật luôn là lúc đó là cái công việc của mình, cái công việc của mình lúc đó cực kỳ nhiều đó. Rồi lúc đó mình cũng công việc bên công tác bên xã hội nữa đó. Nhiều rồi, nhiều khi là phía lúc về đi về là em ăn gì là anh mua gì. Còn... anh có đòi hỏi người phụ nữ mình là phải về cơm nước gia đình không? Nếu có thời gian thì lo, chứ mình cũng không có vấn đề đó. Khi mình đã hiểu nhau mình cũng không còn vấn đề, nhưng mà nhiều khi về có bữa cơm ngồi ăn với nhau vẫn đầm ấm hơn, vui hơn. Dạ, còn nếu cảm thấy không được thì mình có thể đi ra một quán cái nơi đó mình ăn. Cũng mình dễ đổi cái không khí cho nó đỡ, cái lúc mình ở công ty nó căng thẳng, về nhà không có thì mình có thể đi dạo đó một vòng, mình tấp vô đó mình ăn cái gì đó rồi mình về cho nó vui vẻ, nó giải tỏa bất cái nghiệp cái căng trong công việc bên ngoài. Bây giờ xa hơn chút nè, thí dụ tụi em đến với nhau em thử em tính coi cho người ta yên tâm coi mình làm gì, ở đâu, phát triển kinh tế gì, tiền bạc ai lo đó. Về vấn đề làm việc á thì nó thật ra đó, nơi nào thích hợp thì mình làm, chứ cũng phải đòi hỏi là phải mình phải đây đó về quê hoặc là cái
bên này phải về bên này. Nơi đây cách hơi còn. Anh đã vào thành phố này lâu chưa? Mình vào thành phố này được 2 năm. 2 năm. Là anh mới làm công tác trong đây 2 năm thôi. Dạ. Anh có định hướng là mình sẽ làm việc trong này không? Nếu có, nếu. Nếu thì dạ. Mình sẽ định hướng được là làm gì? À, dạ. Nếu có người đó ở đây luôn đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ Phúc tiến tới đưa qua đây. Tiến tới nắm tay Diễm đi. Hai đứa đứng lên nhìn thẳng vào nhau. Nào. Nắm hai tay nhìn thẳng vào nhau. Chúng ta có 30 giây để nhìn thẳng mắt nhau để cùng trò chuyện một chút xíu nào. Bây giờ Phúc cảm nhận nãy giờ nói chuyện cô ấy, Phúc thấy người này có phù hợp với mình hay không? Cảm xúc của mình thế nào? Cảm thấy là có ấn tượng rất tốt. Thì gì? Dạ. Em cảm ơn. Còn Diễm thấy thế nào? Nói chung là thời gian ở trên đây nó cũng ít, nó không có đủ nhiều để mà em có thể cảm nhận hết. Nói về tính cách thì em cảm nhận là anh là một người tốt. Còn nói về sâu xa hơn nữa về hôn nhân gia đình đó, thì hiện tại là em đang cũng còn có nhiều cái phân vân. Thật sự mà nói, mình mới nói bằng thật cái tấm lòng của mình. Dạ, thì mình đến đây cũng như là một cái duyên. Thì em nghĩ là mình cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ. Mặc dù là giữa em và con người thành phố và anh là người ở quê á, thì có thể là có những cái suy nghĩ em chưa có đồng cảm, hoặc là em sẽ có những cái suy nghĩ sợ sệt. Dạ. Nên em khó đây nói hết một lúc nữa. Dạ. Phúc hãy nói như vậy đó. Dạ. Mình có gì thì mình nói, mình không có giấu giếm bất kỳ vấn đề gì. Dạ. Phúc hãy nói điều gì cho Diễm tin hơn nữa. Mình sẽ là trụ cột, là bờ vai để cho Diễm dựa vào. Cái đó thì nếu bây giờ thì nó hứa mà vẽ ra một cái tương lai cho mà nó ái quá thì không nói được, mà làm không được thì mình không nói. Nhưng là mình sẽ cố gắng, và cố gắng sẽ làm được. Yeah. Rồi, thôi về ghế ngồi đi các bạn. Chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Bên tay trái, sau 3 tiếng đếm, mình lắng lòng lại và kiểm tra xem câu chuyện nãy giờ như thế nào để mình đưa ra quyết định chính xác. Đưa ra quyết định phải có trách nhiệm với quyết định đó. Mình cảm thấy đây là một người đồng cảm với mình, một người có thể cùng mình nắm tay đi, một người có thể che chở, một người có thể hỗ trợ cho mình, thì bấm nút. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm nút, nhường nút bấm nó cho người khác. 1, 2, 3. Hết thời gian. Phúc không bấm. Không có bấm. Diễm không bấm. Diễm không bấm. Dạ. Diễm còn do dự rất nhiều. Anh biết điều đó. Diễm đã nói rồi. Bởi vì nãy anh nói với Phúc á, là Phúc làm sao để chứng minh được mình là chỗ dựa, là bờ vai, là trụ cột với lại Diễm. Nhưng có lẽ Phúc nói hơi chung chung, thành ra là Diễm cũng chưa có một niềm tin nào cả. Bởi vì thật ra phụ nữ họ phải tin mình cái đã. Mình làm sao để họ tin mình cái đã. Còn bây giờ mình cũng chỉ nói chung chung thì chắc chắn rằng sẽ có nhiều người không tin. Theo anh là như vậy. Còn nói về Phúc á thì hoàn toàn anh tin tưởng Phúc sẽ làm được tất cả mọi thứ. Nếu như có tình yêu, chúng ta sẽ chinh phục được. Hả? Cô gái mà một lần đò thì họ sẽ có nhiều những cái do dự hơn là một cô gái chưa lập gia đình. Đúng rồi. Họ có nhiều cái trải nghiệm rồi, nhiều cho nên cái lo lắng rất nữa. Sợ họ sẽ phải đi lại cái con đường cũ, cho nên lo lắng nhiều, đó là cái điều không thể tránh khỏi. Với lại Phúc đã, Diễm đã từng bị tổn thương. Đúng. Không rồi. Muốn tổn thương lần nữa. Chính vì thế nên cái sự băn khoăn của Diễm rất là nhiều. Ha, thôi. Câu chuyện đến đây cũng đã chứng minh bằng nút bấm rồi. Vấn đề còn lại là nếu như Phúc còn có thể muốn tiến tới thì ta còn vẫn còn cơ hội đó. Đúng rồi. Nha. Hãy rồi. Cứ tấn công. Thôi, chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình.